khoảng đây đã được 20 năm rồi, ở quận 9 này. Bà hai cũng muốn ở nhà nhưng không có tiền lấy đâu ở nhà. Hai bệnh hoạn, nghỉ ngày không dám nghỉ nhiều nữa. Sáng dậy khỏe rồi phải đi chợ mua đồ bán nữa, đóng góp xin tiếp. Bán đất thì được cũng 40 ổ hoặc thêm 10 ổ. Có bán ế có khi 40 ổ, còn dư mấy ổ đem bỏ là ngày đó lỗ tâm vốn. Bữa nào bán đất thì dư giả sáng đi chợ, bữa nào bán ế không có tiền, không đủ tiền mình phải mượn nợ thêm. Cứ tầm 6 giờ chiều, khi dòng xe trở nên hối hả, người người tất bật tan tầm, thì tại số 494 đường Lê Quang Sung, quận 6, một ngày chật vật, làm lụng kiếm sống của bà Hai Nguyệt chỉ vừa mới bắt đầu. Khách ghé qua hàng bánh mì của bà Hai, một phần vì bánh bao ngon, bao no bụng, còn phần vì cảm mến một người bán bao dễ thương. Mỗi ổ bánh mì chỉ có giá 15.000 đồng, nhưng bà Hai luôn hào sảng gấp đầy các nguyên liệu, trao đi thật nhiều nụ cười và lại tỉ mỉ lắng nghe xem khách ăn gì, không ăn gì. Bán ở đây đã được 20 năm rồi, ở quận 9 này. Bà Hai cũng muốn ở nhà nhưng không có tiền lấy đâu ở nhà. Hai bệnh hoạn, nghỉ ngày không dám nghỉ nhiều nữa. Sáng dậy khỏe rồi phải đi chợ mua đồ bán nữa, đóng góp xin tiếp. Bán 5 giờ mấy xuống nhóm lửa này kia nọ, cũng 6 giờ mới bán. Bán là tới 11 giờ mấy về. Bán đất thì được cũng 40 ổ hoặc thêm 10 ổ. Có bán ế có khi 40 ổ, còn dư mấy ổ đem bỏ ngày đó lỗ tâm vốn. Bữa nào bán đất thì dư giả sáng đi chợ, bữa nào bán ế không có tiền, không đủ tiền mình phải mượn nợ thêm. Chứ nếu nghỉ mấy ngày liên tiếp không có tiền, tới tháng không đủ tiền đóng tiền nhà. Có thằng trai đi làm thì lương cũng ít, tháng phụ thêm được 500-700. Còn con gái nó có chồng, chồng nó đâu có tiền, thì nó chỉ phụ cái công với gì thôi. Rồi sau cái sự cảm mến một người bán tận tâm, những người khách thân quen lại thêm phần cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ năm nay đã ngoài 70. Xưa hồi trẻ hồi đó 30 mấy tuổi mới có chồng. Chồng mới bắt đầu mới đẻ sanh con, sanh được 4 đứa. Rồi vô phước lấy chồng, ổng cũng nghèo nha, cũng đâu có dư giả gì. Rồi sau này ổng cũng bệnh, ổng chết. Đứa nhỏ mất 3 tuổi. Bà Hai ở vậy đó, nuôi mấy nhỏ chắc chưa nuôi tụi nó tới lớn. Buồn thì mình phải buồn, nhưng mình phải bỏ bổn phận mình. Bây giờ mình sanh con ra phải nuôi dưỡng nó, rồi để cho nó lớn, bây giờ bỏ đi đâu. Hóa ra đằng sau nụ cười hiền từ ấy lại là những giọt nước mắt buồn cho thân phận được bà Hai giấu tận sâu trong lòng. Hồi lúc nó còn nhỏ, bà Hai gánh cái gánh đi, một cái gánh bà Hai đi về trước về sau, 3 đứa, thằng lớn cõng nhỏ nhỏ con gái, thằng giữa đi về sau, 3 đứa giống như mẹ thì hương đi. Rồi đi tới chỗ nào cái nó ngủ quá, nó chảy cái manh cho nhỏ ngủ đó. Vậy ngồi đó bán một lát nữa, thằng mình chữa soạn đi, thằng lớn cõng đi theo vậy. Rồi sau này lớn lên, nó thằng lớn đó, cái năm mà xì ke chết nhiều, ở năm đó nó lọt vô cái nhóm đó, rồi nó cũng chết. Giờ còn có thằng trai với nhỏ con gái thôi.
buồn lắm, nhiều khi cũng muốn chết rồi mà chết không được. Chứ tới hiện tại giờ ba chỉ muốn chết, bệnh hoạn hoài mà chết không được, sống hoài khổ ngày khổ đêm buồn rầu. Cuộc sống của bà hai hồi đó tới giờ chưa có ngày nào vui hết, ngày nào cũng buồn hết trơn. Nếu bạn có cơ hội ghé ngang qua đường Lê Quang Sung thì Checkin Thôi mong bạn sẽ vào ủng hộ bà một ổ bánh mì và trò chuyện cùng bà, tạo chút niềm vui nho nhỏ vào những ngày tháng tuổi già của bà. Tiếng sao những lời chỉ tôi, tiếng sao...